mừng các bạn đã đến với chương trình Kênh World Cup của chúng tôi ngày hôm nay. Ở trong trận đấu trước thì huấn luyện viên Thành Tùng đã giúp cho Tiger King có được sự cân bằng về quân số với Fire Eagle. Và bây giờ chắc chắn là chúng ta sẽ có một trận đấu vô cùng hấp dẫn ở trước mắt, có phải không Thành Lập? Vâng, đúng như vậy, Thành Tùng, có thể nói rằng cả hai đội đều đã quay trở về với thành xuất phát, nhưng mỗi đội đã ít hơn hai người và trận chiến bây giờ sẽ ra vô cùng căng thẳng. Chúng ta hãy cùng đến với đội trưởng của hai đội để xem liệu ngày hôm nay ai sẽ là người ra quân và ai sẽ là người chiến thắng sau đó. Vâng, Fire Eagle, bên bạn ai sẽ là người ra quân trong trận đấu này để đối đầu với Thành Tùng của Tiger King? Em có lẽ là người ra quân trong trận đấu này, và em sẽ là người đá phòng thủ chặt, cố gắng giành chiến thắng, tạo lợi thế cho bên này. Còn bên kia Tiger King, người ra quân chắc chắn sẽ là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng. Vậy thì bạn Thanh Tùng thân mến, bạn đã nhìn thấy đối thủ của mình khi các bạn Tô Bách đã chơi không tồi ở trận đấu trước, vậy thì bạn sẽ có sự chuẩn bị tâm lý như thế nào trong trận đấu này? Tô Bách là một đối thủ đáng gờm và mình sẽ cố gắng có được một chiến thắng tiếp theo. Và như vậy là khi hai đội đã cân bằng về số người thì trận đấu này sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ không chần chờ nữa và ngay lập tức đến với 90 phút của trận đấu sau tiếng còi của trọng tài. Xin mời chúng ta. Ngày hôm nay huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng vẫn ra quân với đội bóng Sevin. Đội bóng đã giúp anh giành được chiến thắng ở trận đấu trước và chúng ta vẫn thấy một đội hình quen thuộc của cầu thủ nổi bật là Suzuki Nakamura cộng 7 cùng với Alessandro Pato cộng 7. Cầu thủ thi đấu tiền tạo, hai cầu thủ chính xác, hai cầu thủ nữa sẽ là Lionel Messi cùng với David Villa, các cầu thủ tiền vệ. Ngoại trừ Nakamura còn có Kaká và Ribery, đây là một đội hình tấn công rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi họ ra quân với đội hình 4-3-3. Trong khi đó thì các cầu thủ Manchester sẽ ra sân với đội hình 4-4-2. Trong đội hình của họ thì có thủ thành là Van Hout, các cầu thủ hậu vệ Lely King, Alexandro Nesta, Mertesacker và Sylvain Distanh. Các cầu thủ tiền vệ là Cristiano Ronaldo, Yaya Toure, Juan Veron, Antonio Cassano và cặp tiền đạo là Mugu và Wayne Rooney. Trong đội hình này thì chỉ có 3 cầu thủ là có thẻ cộng 4, đó là thủ thành Van Hout, Cristiano Ronaldo và tiền đạo Wayne Rooney. Còn bên phía Sevin, chúng ta cũng không thể coi thường hàng phòng ngự của họ với những cái tên như Casillas, Dani Alves, Lucio, Ferdinand và Chibu. Trận đấu của chúng ta sắp sửa được bắt đầu và đây chính là những tiếng hò reo cổ vũ của các cổ động viên trên sân vận động ảo. Hai đội đã đi ra khỏi đường hầm, đây là trận đấu mà số người của hai bên đang cân bằng nhau. Tuy nhiên, sau trận đấu này thì chắc chắn sẽ có một bên phải ít người hơn. Tình huống vẫn cân bằng chỉ diễn ra nếu hai vận động viên kết thúc trận đấu với tỷ số hòa. Vâng, ở phía bên tay trái màn ảnh của các bạn sẽ là đội bóng Sevilla của huấn luyện viên Thanh Tùng. Còn trong khi đó ở phía bên tay phải sẽ là Manchester United của Tô Bách. Trận đấu của chúng ta đã bắt đầu. Người đang có bóng là Ribery. Anh ta đang đi bóng ở giữa sân. Đây là Suzuki Nakamura. Phải chăng là một cú sút xa? Cú sút xa đó đã không thể vượt qua được những cầu thủ áo đỏ. Bây giờ thì đến lượt đội bóng áo đỏ tấn công. Mugu đẩy bóng không thành công cho Wayne Rooney nhưng bóng vẫn trong chân của đội bóng áo đỏ. Veron, và bấm bóng của Veron có thể nói rằng đã không phải một quyết định chính xác khi mà rất khó cho người đỡ bóng trên tình huống đó. Cascano đang có bóng ở bên phía bên trái. Antonio Cascano đã từng thi đấu thành công trong màu áo của Roma, sau đó thì anh chuyển sang thi đấu một thời gian ở câu lạc bộ Real Madrid và không thành công. Cuối cùng anh quay trở về với Sampdoria và đã đạt những thành công nhất định. Bây giờ thì dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên mới, anh đang thi đấu cho đội bóng MU. Vâng, Cassano là một trong những cầu thủ đã trưởng thành rất sớm. Và ngay từ những năm 18 tuổi thì Cassano đã là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất ở trong lứa cầu thủ người Ý tại Serie A. Và cầu thủ này nổi lên từ Paris. Đây là Cassano, một pha xuống cánh trái của Antonio Cassano. Phía trong đang di chuyển là Mugu. Nhưng đã có tình huống việt vị và bàn thắng đã không được công nhận. Một pha di chuyển quá sớm của tiền đạo này. Vâng, rõ ràng đây là một tình huống di chuyển quá sớm của Mugu và các trọng tài đã đúng khi thổi việt vị anh ta. Trận đấu của chúng ta đang diễn ra những phút đầu khá căng thẳng và quyết liệt. Sự cuồng nhiệt đang diễn ra trên khắp cả sân. Rio Ferdinand. Hàng phòng ngự của Sevin không hề yếu, đúng như tôi đã nói. Những cái tên như Rio Ferdinand, Dani Alves, Cristian Chivu đều là những cái tên nổi bật nhất ở vị trí của họ trên thế giới. Wayne Rooney đẩy bóng xuống cho Cascano. Cascano đã tiếp bóng không thành công.
Và bây giờ sẽ là pha ghiền bóng dành cho Sebin, đường chuyển Lucio dành cho Messi. Đây là Juan Verón. Juan Verón đã có ngày trở lại ở trong đội hình của Manchester United. Cầu thủ này đã từng chơi bóng không thành công dưới màu áo của Manchester. Đây là Touré. Cơ hội cho một cú sút xa. Yaya Touré tung ra cú sút xa, nhưng hàng rào áo trắng thì lại quá kín. Để đưa Sevin tấn công. Nakamura. Đường chuyền rất hay của Nakamura. Tuy nhiên đã có tiếng còi và đó là một tình huống tuyệt vị. Một tình huống tuyệt vị khá rõ ràng. Lionel Messi, lần này thì Lionel Messi đã rơi vào tư thế việt vị. Và dù sao đi nữa thì anh ta cũng đã dứt điểm ra ngoài. Và điều này sẽ giúp cho huấn luyện viên Tô Bách cảm thấy đỡ nuối tiếc hơn. Xin lỗi các bạn, đó là huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng. Bây giờ Manchester lại đang lên bóng. Những đường chuyền hết sức bình tĩnh của các cầu thủ Manchester. Đây là Leslie King. Những pha giữ bóng rất hay. Yaya Touré, đường chuyền thì lại không thành công. Và các cầu thủ áo trắng đang có một pha phát bóng dài. Nhưng Cassano là người có bóng ở trong tình huống này. Một pha xoay người rất hay của Cassano. Mugu, anh ta sẽ xử lý ra sao? Cơ hội dứt điểm, ngay rồi. Và đã có bàn thắng cho các cầu thủ Manchester. Người ghi bàn là Wayne Rooney. Rõ ràng đây là một bàn thắng thể hiện khả năng bén nhạy trong các tình huống tấn công của Wayne Rooney. Mugu đã có bóng và anh ta tỏ ra rất tham lam khi không hề chuyền cho Rooney đang ở tư thế thoải mái. Nhưng cú sút của Mugu vô tình lại nảy ra đúng vào tầm chân của Rooney. Cầu thủ tiền đạo người Anh đã không mắc phải một sai lầm nào khi có được bàn thắng mở tỷ số dành cho Manchester United. Tô Bách đang chơi rất tốt và anh đã mở đầu trận đấu không thể tuyệt vời hơn khi dẫn trước đối phương ở phút thứ 24. Bây giờ thì Sevin sẽ phải tiến lên từ tư thế bị dẫn trước. Đây là Dani Alves. Kaká. Những pha dừng bóng của Kaká. Tuy nhiên anh ta đã bị đối phương áp sát. Lúc này thì Juan Verón là người có bóng, một đường chuyền dài mang phong cách của Verón, nhưng nó đã không thể vượt qua được hàng phòng ngự của các cầu thủ Sevin. Nakamura cũng không thể chiến thắng được những cầu thủ cao to của đội bóng áo đỏ. Ở ngoài đời thì lúc này Juan Verón đã chuyển về thi đấu ở Argentina sau khi một thời gian dài thi đấu ở bóng đá châu Âu và vượt qua giai đoạn phong độ đỉnh cao của mình. Anh thi đấu cho đội bóng Estudiantes và đội bóng này cũng đã được có những thành tích rất nổi bật. Điều đó khiến cho Juan Verón đã được huấn luyện viên Diego Maradona gọi trở lại đội tuyển Argentina. Cùng với anh còn có rất nhiều cựu binh, trong số đó có cả Martin Palermo, cầu thủ nổi tiếng với hat-trick đá trượt penalty ở trong giải đấu Copa America vào năm 99. Đây là Alexandre Nesta. Những pha dừng bóng rất hay của thủ thành bên phía các cầu thủ Manchester, nhưng đó là một tình huống quá nguy hiểm. Rất may là anh ta đã không phải nuối tiếc cho sai lầm của mình. Pha đá phạt góc dành cho Sevin. Messi. Một cú đánh đầu của Messi. Tôi thực sự bất ngờ khi cầu thủ này có thể nhảy lên và tung ra cú dứt điểm bằng đầu. Nhưng dù vậy thì cú dứt điểm đó cũng đã đi quá cao. Van Hout sẽ có một pha phát bóng lên rất mạnh. Wayne Rooney là người nhận được bóng. Mugu đang di chuyển. Nhưng Rooney đã có một cú sút. Và chúng ta có thể thấy cú sút này là quá nhẹ. Iker Casillas đã dễ dàng bắt được bóng. Tình huống lên bóng tấn công dành cho Sevin. Đây là Pato. Phía bên trong vẫn có sự di chuyển của các tiền đạo. Pato quyết định đột phá nhưng anh ta thì không thành công. Trận đấu đang đi đến phút thứ 40 của hiệp 1 và tỷ số đang là 1-0. MU của huấn luyện viên Tô Bách đang dẫn trước. Một pha chuyển bóng xuống cánh rất hay dành cho Mugu. Rất cố gắng. Phía bên trong vẫn là sự di chuyển của Wayne Rooney. Lần này thì Mugu đã tung ra một đường chuyền, nhưng đường chuyền của anh ta thì có thể nói rằng quá thiếu chuẩn xác. Mertesacker với chiều cao của mình đang rất dễ dàng khống chế những pha phát bóng bổng của đối phương. Tuy nhiên Sevin vẫn đang bình tĩnh với những đường truyền của mình. Alexander Pato. Vâng, Pato đã không thể nhận được bóng trong tình huống vừa rồi. Pha đi bóng không thành công của Ronaldo, bóng ở trong chân của Chivu. Đẩy bóng xuống cánh cho Pato. Pha ngoặt bóng của Pato đã bị Eddie King bắt bài. Tiếp tục Eddie King. Còn đây là Ronaldo. Không thể chuyền bóng qua được cầu thủ Sevin trong tình huống đó. Ronaldo đã quá chân trừ. Những pha phối hợp rất hay của các cầu thủ Sevin. Đây là Nakamura. Cú sút của anh ta vẫn không thành công. Như vậy là Nakamura đã tung ra khá nhiều cú sút nhưng chưa một cú sút nào gây được nguy hiểm cho các cầu thủ Manchester. Hiệp 1 đã kết thúc và chúng ta sẽ đến với hiệp 2.
Manchester vẫn đang dẫn trước và họ cũng có được một thế trận không tồi. Sevilla vẫn tấn công, vẫn có cơ hội. Tuy nhiên khả năng dứt điểm cuối cùng của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng đang gặp một chút vấn đề. Tôi cảm giác như anh ta thi đấu với sự bình tĩnh không đủ và có nhiều lúc anh ta cảm giác hơi run tay. Một pha ra chân phá bóng rất mạnh của các cầu thủ Manchester. Họ đang tìm kiếm sự an toàn ở phần sân nhà. Cristiano Ronaldo đang cố gắng bắt bài. Đây là Kaká. Kaká định giơ chân tung cú sút, tuy nhiên anh ta đã không thực hiện được ý đồ của mình. Yaya Touré. Những pha đi bóng rất mạnh mẽ của Yaya Touré. Sylvain Distanh, bộ đôi trung vệ của MU, Sylvain Distanh và Matthew Sucker là bộ đôi trung vệ có chiều cao và thể hình rất tốt. Pha đi bóng của David Villa không thể tạt bóng vào trong. Sylvain Distanh đã kịp thời can thiệp và cướp được bóng. Yaya Touré. Đường chuyền lỗi của Yaya Touré trong tình huống vừa rồi đã may mắn không bị đối phương ngăn cản. Và bóng lại quay trở lại với tiền vệ này. Đây là Cristiano Ronaldo. Một pha chạy chỗ rất hay của Lenny King. Nhưng đường chuyền của anh ta thì vẫn không thành công. Một pha chuyền bóng vào trong hơi sâu của cầu thủ MU. Tôi cũng cảm giác như Lenny King đang thi đấu ở vị trí hậu vệ bên phía cánh phải. Đây không phải vị trí sở trường của anh ta. Và có vẻ như huấn luyện viên Toback đang muốn tận dụng những cầu thủ to cao. Vì thế mà Lenny King vẫn được tung vào sân. Nhưng thi đấu ở vị trí không phải vị trí sở trường. Đây là Juan Verón. Những pha khống chế rất hay của Verón. Cú sút rất nguy hiểm nhưng bóng đã đi chệch cột dọc trong gang tấc. Một pha xử lý quen thuộc của các huấn luyện viên tại bộ môn FIFA Online. Ở tình huống này thì rất hay có những bàn thắng được ghi và chúng đều rất đẹp. Một pha chuyền bóng lỗi của thủ thành bên phía Manchester. Nhưng Casillas đã kịp thời bắt được bóng. Thưa các bạn, vừa rồi là thủ thành của Sevilla. Kaká. Những pha lên bóng của Sevilla họ vẫn đang cố gắng để có được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng phút thứ 64 và họ vẫn đang bị dẫn trước với một bàn cách biệt. Một bàn mong manh mà thôi, nhưng nó đang tỏ ra rất khó khăn để săn ướp. Đây Verón. Là Juan Verón. Đường chuyền xuống cánh cho Antonio Cassano. Rất khó hiểu là anh ta lại chuyền bóng về. Sylvain Distanh. Cassano. Pha đi bóng của Cassano mang nhiều sức lực hơn. Cú sút của anh ta đã không thể vượt qua được khung thành của các cầu thủ Manchester. Xin lỗi các bạn, đó là khung thành của Sevilla. Kaká. Đội bóng đến từ Tây Ban Nha đang chơi chậm hơn rất nhiều so với hiệp 1. Tuy nhiên họ vẫn nắm giữ được thế trận theo một cách nào đó. Vừa rồi là pha tấn công thành công và bóng vào trong chân của Juan Verón. Và bấm bóng chuyền bổng lên rất hay của dành cho Mugu. Phía bên trong là Wayne Rooney. Nhưng Mugu đã không thể đi bóng qua được hàng phòng ngự xuất sắc của đối phương. Với bộ đôi trung vệ Rio Ferdinand và Lucio thì Sevilla đang có một hàng phòng ngự quá chắc chắn. Đường chuyền rất hay nhưng đáng tiếc là đã có tiếng còi của trọng tài. Và điều đó đồng nghĩa với việc tiền đạo đã dứt điểm bên phía Sevilla đã ở trong tư thế việt vị. Vâng, nếu ở ngoài đời mà cứ tung ra cú sút như thế này thì chắc chắn là anh ta sẽ phải nhận một thẻ vàng. Tuy nhiên ở trong bộ môn FIFA Online thì đó có thể coi chỉ là một pha nhớ nút của các huấn luyện viên. Bây giờ thì các cầu thủ Manchester lại tấn công và chúng ta đang đi đến những phút cuối cùng của trận đấu. Lúc này đã là phút thứ 75 của trận đấu. Một pha tấn công của MU. Cú dứt điểm vừa rồi của Wayne Rooney nhưng đáng tiếc anh ta đã không thành công. Và bây giờ sẽ phải có một tình huống phản công của Sevilla. Vẫn còn, bóng vẫn còn trong chân của Pato. Phía bên trong vẫn có những sự di chuyển. Nhưng đường tạt bóng của Pato thì không thể vượt qua được các cầu thủ hậu vệ của đối phương. Yaya Touré cùng với Sylvain Distanh đã phối hợp cùng nhau để khép góc đường chuyền của đối phương rất tốt. Những pha đi bóng lắt léo của Ronaldo. Một cú sút xa nhưng bóng đã không thể đi trúng khung thành. Cú sút này bóng đã đi lên trời quá nhiều. Đây là pha phát bóng của các cầu thủ Sevilla và nó đã rơi vào chân của Manchester và bây giờ lại là Sevilla rồi. Kaká, cú sút xa của Kaká nhưng nó không gây nguy hiểm cho thủ thành Van Hút bên phía Manchester United. Đúng là sau phiên bản Big Update thì các cú sút xa trong bộ môn FIFA 22 đã có thể nói rằng đã giảm bớt sự nguy hiểm rất nhiều. Ở trước đó thì những cú sút xa như vậy rất có thể sẽ trở thành bàn. Thêm một cú sút từ ngoài vòng cấm, lần này là của Sevilla. Có vẻ như tỷ số những cú sút của chúng ta cũng khá cân bằng, 8-9 và cả hai đội vẫn đang có một trận đấu hết sức hấp dẫn ở trước mắt chúng ta. Đây là những phút cuối cùng của trận đấu rồi.
Pato, một đường cơ bóng vào trong dành cho các tiền đạo. Tuy nhiên các tiền đạo đó đã không thể tận dụng được. Đây là Kaka, đường truyền cho Shunsuke Nakamura, tuy nhiên bóng đã không đi tới được chân anh. Veron, Veron trong trận đấu này đã tung ra rất nhiều những đường truyền bóng nhưng đa phần nó đều đi không chuẩn xác. Có vẻ như ngay cả trong nội dung FIFA 22 thì anh ta cũng đã không còn ở thời kỳ phong độ đỉnh cao. Thời kỳ phong độ đỉnh cao nhất mà Juan Veron từng thi đấu theo tôi đó là hai giai đoạn khi anh ta thi đấu ở Serie A. Anh cũng như vậy không thưa anh Tùng? Vâng, khi mà Veron thi đấu ở Serie A thì anh ta là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới. Và khi đó thì anh ta thi đấu cho Lazio cùng với Inter Milan. Và cầu thủ này đã giành được rất nhiều danh hiệu ở hai câu lạc bộ này. Tuy nhiên khi sang với Manchester United thì đó là thời gian mà Veron đã không thành công. Chính vì vậy anh ta đã có khoảng thời gian để trở lại Serie A, sau đó là quay trở về quê hương. Một cú sút rất nguy hiểm, tuy nhiên bóng đã đi chệch qua dọc. Sevin vẫn đang rất cố gắng để tấn công, họ tung ra rất nhiều những tình huống dứt điểm nhưng đáng tiếc là không có một tình huống nào thành bàn và tỷ số vẫn chỉ ở 1-0. Ở trận đấu trước thì huấn luyện viên Nguyễn Thanh Tùng cũng đã chỉ giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 và trận đấu này thì anh ta đã để thua cũng với tỷ số 0-1. Tester Game giới thiệu. Cuồng nhiệt hơn, đam mê hơn, hấp dẫn hơn. Cùng FIFA 22 đón chào sự kiện bóng đá của năm World Cup 2010. FIFA 22, sân chơi đẳng cấp. Bà Bách thân mến, như vậy là bạn đã giành được chiến thắng trong trận đấu quan trọng này. Vậy thì bạn nghĩ rằng đâu là điểm bạn làm tốt nhất trong trận đấu ngày hôm nay? Em thì là học phòng thủ của em là thi đấu tốt nhất. Điểm yếu hôm nay của em là mất tiền đạo, có vẻ hơi thang. Vâng, bạn Nguyễn Thanh Tùng thân mến, đây không phải trận đấu đầu tiên của bạn, nhưng tôi cảm giác bạn vẫn có một chút gì đó hơi mất tự tin, không đủ tự tin. Vậy bạn nghĩ sao về bầu không khí của giải đấu đầu năm mới, giải đấu canh World Cup? Giải đấu canh World Cup rất là căng thẳng và hấp dẫn, nên dù đến trận thứ tư rồi nhưng mà mình vẫn có một tâm lý khá là căng thẳng, nên là rất điểm hôm nay mới tốt được. Vâng, giải đấu của chúng ta đang ngày càng trở nên căng thẳng hơn nữa. Và bây giờ thì huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoài, đội trưởng của đội Tiger King, sẽ phải đưa ra càng nhiều những tính toán. Chúng ta hãy cùng đến với phần trao đổi đối với các vị đội trưởng của cả hai. Vâng, bạn Nguyễn Đình Hoài thân mến, bạn đã thấy đối phương thi đấu xuất sắc đến như thế nào? Có thể nói rằng tôi cũng rất thích lối đá của bạn Nguyễn Thanh Tùng, nhưng Nguyễn Thanh Tùng vẫn thất bại. Vậy thì trận đấu tiếp theo gặp Tô Bách, bạn đã có đối pháp nào cho đội mình hay chưa? Trận đấu vừa rồi thì Tùng đá cũng khá là tốt nhưng mà không được, tâm lý không được vững cho lắm. Do vậy trận đấu tiếp theo thì chúng tôi sẽ đưa ra những đối sách để có lợi cho đội chúng tôi. Vâng, bây giờ thì Nguyễn Đình Hoài bên phía đội Tiger King đã chỉ còn 2 người mà thôi. Anh ta sẽ phải cố gắng tính toán sao cho có thể kết thúc giải đấu một cách tốt nhất. Còn bên phía bạn Nguyễn Văn Linh, đội trưởng của đội Fire Eagles, thì tôi sẽ nhường câu hỏi cho anh Hoàng Tùng. Xin mời anh Tùng. Vâng, bạn Linh thân mến, như vậy là đội bạn đã giành được chiến thắng và đối phương thì chỉ còn lại 2 người thôi. Vậy bạn đoán rằng trong trận đấu tiếp theo đối phương sẽ cử ai ra để thi đấu? Thì lợi thế đang nghiêng về bên tôi với hơn như bạn với một người chơi, và vì thế tôi nghĩ rằng đội bạn của tôi, đội trưởng mình ra chính là bạn Nguyễn Đình Hoài ra để thi đấu với đội tôi. Như vậy là Nguyễn Văn Linh đã đưa ra lời dự đoán rằng đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Nguyễn Đình Hoài, đội trưởng của đội Tiger King. Chúng ta hãy chờ xem điều đó có trở thành hiện thực hay không. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.